Ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ cháy nhà dân làm 3 người tử vong xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 40 phút, người dân phát hiện xảy ra cháy tại căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, nên đã hô hoán cho người dân và thông báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang cùng với Công an thành phố Bắc Giang điều xe đến hiện trường chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, vụ việc khiến 3 người tử vong. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định 3 người tử vong gồm chị Đào Thị Hát, sinh năm 1982, chủ nhà, và con trai chị là cháu N, sinh năm 2016, và anh Ngờ, sinh năm 1977, quê ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.